Hello bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series ARK mới của hai anh em mình nha các bạn. Map Varuero nha các bạn. Tập này là tập số 2 đó. Tôi coi này cố gắng quay kiểu mà hay hay cho các bạn xem. Tại vì tập trước hai anh em mình chủ yếu là vào xây mấy cái cơ bản á, thì chúng ta có được cái nền tảng chơi cho nó sướng. Thì tập này hai thằng sẽ đi tìm mấy cái nấm các bạn, mấy cái crystal á. Có được nấm là chúng ta chế mấy cái chuông là ngon, lên thời. Đúng vậy. Tập này là sẽ làm những điều gì đó lớn lao. Quái nồi tới mới cái bàn đi lụm mấy gác chứ. Lụm gác em làm gì vậy? Rồi quăng mấy thịt cá luôn kìa vãi chưởng. Rồi đây em làm cái bộ cuốc cơ bản á. Rồi được 43 miếng thịt cá nha bạn. Ngon lành luôn. Một cái chuông thì nó cần những cái gì anh? Một cái chuông nó cần 14 cái miếng thịt cá, 7 cái nấm, rồi 7 cái hoa. Rồi cái gì nữa? Với 7 cái metal ingot. Ok anh ơi. Dễ ha, hồi trước là nó cần tới đâu tới 8-9 cái món đồ để làm một cái chuông lận. Đúng rồi. Giờ khỏe rồi. Mod mới này mà nó chỉnh lại mấy cái chuông á, bạn nào có coi hồi đó mình chơi MTH á, mấy cái chuông chế khó dữ dằn luôn, còn bây giờ khá là đơn giản à. Dạ đúng rồi. Đá rồi. Đấy, còn thiếu Red Lower với nấm rồi. Ok, lên đường em ơi. Ok rồi. Đây không? Hay là giết thêm một mớ cá nữa. Mình nghĩ là chắc giết thêm một mớ cá nữa đi. Ở đây, em đang cố xây cái nhà mà nó rộng thì rộng ra. Em xuống dưới em bắt cá đi, bắt cá anh đi farm một ít metal nữa. Ok anh ơi. Thì nha bạn, mình sẽ đi đập metal nha bạn, đập thêm một ít nữa đi. Rồi trong thời gian mà chúng ta đi tìm nấm á, thì ở nhà mấy cái máy đó, nó tự động nó nấu mấy cái metal. Trời, ở dưới cái hồ này mình cá quá trời cá luôn kìa, vãi chưởng. Trời ơi. Quỷ con Parasaurus chạy sáng sáng lựa quánh tát đầu. Còn qua đó gặp em nữa. Cá hổ nè. Ui cá hổ nhiều thế. Ui cá này thuộc dạng cá khổng lồ rồi các bạn. Nó bự. Đó thịt cá nè. Đấy các bạn thấy chưa? Nhờ có mấy con Ankylo này xuống đây đập metal cũng đỡ. Nào, mấy cái lò nướng của anh em mình rồi ta. Đập tạm mấy cục đá này nè. Hết gỗ rồi. Chết. Hết gỗ. Đi kiếm miếng gỗ về cái đó. Quanh khu anh em mình gỗ nó chạy phải hơi xa xa tí mới có. Biết ở đây có cái mod nào giúp anh em mình trồng cây không ha? Trồng cây là làm một cái khu vườn ở nhà luôn á. Ra là thu hoạch gỗ thôi. Biết rồi. Ê, gán ở trong này không biết có đồ gì. Ủa có cái gì nào mà có cái con Indominus Red các bạn. Con đó là farm gỗ phê luôn. Trời, nó cạp một lần là mấy ngàn gỗ. Mấy chục ngàn. Phê lòi luôn. Mình ngủ tới bao giờ đây? Quên ta, sử dụng con này farm Red Lower thử. Tự nhiên mình đi hái tay hết à. Cái con này cạp dữ dằn luôn. Đó. Đây. Dừng bây giờ mình sẽ sử dụng nó để cạp thử nha. Trời ra cũng hai Red Lower nha mày. Đây là cũng khá ít. Đó, đi chơi là phải có dân chơi theo ok vậy nó mới đã nữa các bạn. Sao này bắt nhéo là nó lụm liền. Mấy cái bụi cây ở nhà là mình không cần đập hết. Rồi xong, về thôi. Rồi chúng ta chế mấy Cemetery Blade luôn. Rồi đi em ơi.
Đây. Đây các bạn ơi, làm những điều lớn lao chứ không lẽ ở nhà chơi mấy cái đồ cơ bản quá. Coi cho các bạn coi cho nó sướng. Gắng cố gắng tập đại bắt được con rùa kia nha em. Ok rồi. À, anh cửa con này không nè. Đâu. Nè, thằng này đứng ở nhà mình nè. Tiêu rét rồi. Dạ. Thôi đi chậm lắm. Thằng con nào đi nhanh nè. Hết hồn. Ui, cái gì đấy? Ui, cái gì nữa kìa. Trời ơi. Ôi sao mà cứ mấy cái con đó nó cứ gình gình ở nhà mới cắn thú mình hoài luôn ơi. Kiểu này mình đi chắc ở nhà chắc tan nát quá. Dạ. Cho chế độ nuôi trồ đi, cho mấy anh chế độ nuôi trồ đi. Cho nó tự bảo vệ. Rồi xa bọn này một tí thôi là bị mấy con kia nó tấn công rồi liền. Đây. Trời ơi. Em nghĩ nên đi hướng nào? Đi về hướng mặt trời. Đây đi bên đây nè. Mình nghĩ là chắc qua bên gừng đỏ chắc có rồi. Mất đồ ở nhà. Đó bên kia gừng đỏ, bên kia gà đêm rồi. Ok nè. Đâu rồi? Đây đây đây, em đang bay sau lưng anh nè. Đi em ơi. À, nhìn đổ quắc dễ gọi hả bạn. Nhìn con Phương nó phóng phóng giờ nhìn đã nhỉ. Im quá. Cái con này lại không có tăng được sự biết. Chạy vừa farm được luôn á. Nhìn nó ngu ngu kiểu gì á. À, em nghĩ là nếu mà phóng xuống mình có đường lên không? Không anh ơi. Anh nghĩ cái dốc này nó thấp không? Dốc này cao vãi nồi, phóng luôn xuống dưới lơ mơ gãy giò luôn á. Ui dưới đây có con ngựa ma tát nè anh Phương. Con ngựa này màu đỏ nè. Thấy không? Nhưng mà phải có cái gì nè. Chuông. Có chuông mới bắt được. Ở chuông thì cần cái gì ta, cần mushroom đúng không? Xuống luôn nha. Ôi anh Phương là chuẩn bị canh nhảy nha. Ai à, hay quá. Nghĩ à. Đi qua hướng này đi, hướng này đi. À, có mấy con này. À dạ, trời ơi, trời. Trời, chút xíu nữa gãy giò chết luôn rồi các bạn ơi. Trời ơi, con rồng anh Phương. Anh Phương thấy con rồng trong áo không? Con khen nè. Con rồng tập trước đó phải không? Dạ. À, chặt mấy con này có được nhiều thứ hay ho lắm nè, polymer với thịt thối nè. Ui. Đẹp phải không? Phải phải không? Phải. Đâu hướng nào ta, hướng hồi nãy em bay. Ê, nó chết hết rồi. Đâu? Ôi, nó đang ra dưới nước kìa các bạn. Nó lặn xuống biển. Kìa, nó cái đầu lên kìa, thấy không? Thấy anh ơi. Ủa, Long Dương Tam Thái Tử đó các bạn, nhìn kìa. Wow. Đã thật sự. Wow. Trời ơi, rồng tắm hồ kìa. Lại gần thử rồi. Trời ơi, các bạn nhìn cái người đó kìa, ui. Nó đang quấn nhau với con cá mập hay cái gì đó. Cá mập nó đang cắn người nữa kìa. Wow. Anh lại gần xem thử coi nó có đút đồ ăn cho nó ăn được không. Lỡ chết rồi sao? Lỡ chết thì chúng ta sẽ đầu thai làm. Ơi con cá mập. Ui. Nó quấn tầm mày mày. Ui. Gì đấy. Coi chừng dính mảnh sành nha anh Phương. Con rồng coi chừng nó tấn công bậy bạ là chết luôn á. Còn nó không biết đam. Nó bị kẹt em ơi, nó bị kẹt. Đẹp ha. Đẹp. Xịn thật sự các bạn. Biết chừng nào anh em mới bắt được nữa. Mấy bà đồ đồ. Đi. Đi kiếm Rito đi. Bây giờ phải kiếm Rito mới được. Rồi chúng ta chế cái ống nhòm coi con đó nó ăn cái gì. Rito đúng không? Trong mắt này Rito đâu. Ủa, trời. Có con Sabertooth gì kìa anh Phương. Ờ à, thôi con quỷ đó nãy nó cắn anh nó chết á. Qua bên sông không? Qua bên sông đi. Cái con Phương bơi qua sông nhanh hay không nữa. Con nó lết nè. Ok à, cũng được. Lết thì tai biến với mấy con cám ạ. Nghe tiếng gặp từ xa sợ quá.
Ở phía trước đó có cái xác của con cá chết kìa. Nhưng, nặng anh Phương ơi, nặng em đập tí để em bay hết nổi. Để em bay lên đây em coi thử nha, có đường nào cho anh Phương lên không. Cho đây em. Có đường để lên không vậy? Ui, mà đằng xa xa kia có con Phượng Hoàng chà bá lửa kìa. Ui. Thấy không, thấy không? Ui, các bạn xem con thấy Phượng Hoàng thấy kìa các bạn. em thấy anh Phương ơi. Uầy. Ui, nhìn nó vĩ đại vãi nồi. Wow, cái con này em nghĩ chắc là chu tước. Ủa biến mất rồi. Nó bay sao cái tầm với mình quá mình sẽ không thấy. Trời ơi. Chơi trên đây là em thấy là có metal đó, còn crystal từ từ nha, để em coi coi. Crystal anh em mình cần crystal để mất room. Crystal đâu ta? Qua metal đi rồi giết mấy con test le electronic đó. Bây giờ chúng ta chế tạo mấy cái bàn ta le. Anh Phương đâu rồi? Anh Phương này đúng không? Đây. Này này, cái này metal nhiều lắm. Đâu. Cái này này chạy về hướng này là metal quá trời luôn. Nó là như một sao Riddle đâu không thấy cái nào chứ gì trời. metal thì em chưa thấy. Trời, có con boss trong rừng kìa, thấy không Có Phương? thầy 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 Ui, cái gì vậy? Đại bàng khổng lồ. Đại bàng màu đen mới lướt ngang qua. con gì vậy Con đại bàng đây nè, đây nè. ui Thôi. con Con Arenta viết to lắm màu đen. ui chết mẹ chân này rồi. Ui không sao không sao không sao, nó không tấn công các bạn ơi. Cái quá mới vô là đã Có thấy một con chùm rồi đó. đây này, có con chùm gồng ba đầu này nữa. Ui có con gồng đen kìa. Gồng đen này, gồng đen này, gồng đen nè. Hắc Long Ui Dương hả? hắc long dương, hắc long dương Ui. với con đại bàng Aretavis kìa, bó nó bự phải nồi Nó cắn anh đâu? không. Trời ơi. Ui ba con em ơi, ba con Hấp dẫn phải chứ. Ừ. chỗ là trời nó bự Bởi bằng cái bóng giò anh đó. ui là trời nó bự phải rồi. Trời ơi, phê nha. Ôi bên đây nhiều mấy con đại bàng nó ui lắm luôn nhiều anh lắm, ơi. kịp đại bàng nhiều phải rồi. Quan trọng là Ristol nha, quan trọng là Ristol. Ở anh khu này có Ristol. Rồi em ơi. Giết mấy con này lấy chi tên à, giết giết mấy con này lấy một ít chi tên đi. Ok anh ơi. Em thấy ở chỗ này nó có mấy con Harley, em nghĩ là có cái tổ Harley trong đây á. Tổ Harley thì thường có nấm đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, hợp lý, hợp lý. Ok ok rồi. Quanh quanh mấy cái hồ này là có Harley nó sống anh ơi. Vậy là kiếm đi kiếm hai liêm rồi. Ok, nha. Đây mình sẽ tạm thời để cái con ở đây, đây mình sẽ lặn xuống dưới hồ mình xem coi nó là tổ dưới đâu. Có mấy hai ly sống ở phía trước kìa. Có tổ nào Chỗ thì em chưa thấy, chưa thấy nhưng mà anh lặn xuống dưới mấy cái hồ này anh bơi anh kiếm với em thử. Harley bơi nhóc hết trơn. Cá hổ nè, tổ Harley hả? hai ly nhóc chơi mà không có hồ ta. Ô con bot vừa Trời ơi, con boss nữa kìa. ảo nó tán méo mồm. Có Chưa thấy anh ơi. Ly không? Trời ơi, đây kiếm nấm sao cực quá vậy. Thôi anh Ui. em mình em đi xa quá. Em thấy anh Phương rồi, chúng em trả lại cho. Xa lắm rồi đó. Đi lên núi cao rồi thử đi không, đi không? Em mới thấy cái con rồng vàng đó anh Phương. Rồng vàng đẹp. Chúng là cũng ghê đấy. Em đi xa quá, em đi luôn anh nhá. Rồi cái con bom bốn quên rồi. Rồi, có electric nha bạn. Ui, ơi, 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 Mấy tổ heli đâu ta? chết, chết. Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Thôi mình đánh gom. Con này nó Thôi đâu chết rồi. phải nhiều. Con này cũng vàng cũng Rồi. kinh luôn.
Ôi giời ơi các bạn ơi, em ngựa của mình đã bỏ mạng tại đây. Nó bị con nào làm thịt hả anh Phương? Nó bị con quỷ Test Raptor. Nói chung là khu này khá là nguy hiểm các bạn. Quanh đây anh em tàu mình là thú dữ không à. Bây giờ em gán kiếm cho anh một con bờ te coi, ngon ngon. Ok đây. Mấy tàu heli không thấy. Bờ te cố gắng tìm cho anh Phương đó một. Anh thấy có một con bờ te ở đây nè. Đây có một con bờ te ở đây mà đếm check level coi, hai con luôn. Bị bờ với chi tên nhưng mà cái gì vậy? Ui phải tôi nhảy ra khỏi con bướm té đau dữ vậy, gãy xương à? Gãy xương, con bướm nó đá văng 800 mét. Chụp chưa kịp chỉnh level nó bay mất tiêu rồi. Trời ơi mấy quỷ bướm niềm báo đời, không là chút nữa là em chết nè. 90 xài tạm nhớ bạn. Rồi mấy đây em có gặp mấy cái con gì nè, mấy cái con bò cạp á, quánh nó lấy chi tin nha. Dạ đây là con BT 25 nha bạn. Ui, yếu. Anh em mình cần một con BT nào đó level cao cao một chút. Rồi, có chi tiền các bạn. Wow. Con gì đây? Nhìn như con nai vậy ta. Con nai bé xíu. Con nai bé tí nè. Ồ, nai này chắc thuộc mod ma TH rồi. Thấy nó để mấy cái ô gì vô. Gì vậy? Ồ là trời, mấy con Terabot này rồi level các bạn 135, 140, 145. Ghê vậy, em bay qua chỗ anh nè. Terabot bay được không ta? Terabot bay. Còn nó bay còn cái một là gãy giò. Ủa, con đâu ta? Ủa. Đâu em đâu? Phương bị lắc tà độ kìa. Ơ em xây sân này, anh Phương dưới lòng đất hả? Ơ kìa. Ơ. Gì đấy? Cái gì vậy? Lỗi cái gì? Bị lỗi. Em đang bay trên trời tự nhiên em bị kéo xuống mặt nước xong rồi em bị kill do sell. Chết luôn hả? Chết luôn rồi, chắc là mất xác luôn rồi, ở dưới lòng đất luôn mà. Rồi cám luôn. What the hell man? Rồi còn mình ở đây các bạn. Rồi luôn, không có đồ luôn. Hay quá game. Mất hết đồ luôn. Đúng là cái công trình mà đi. Em hồi sinh xa đi, hồi sinh xa để cho nó kéo lại đây, hoặc là để anh tạo cái bet. Game hay vãi, chữa có cái bet ở gần đó anh nói mà chắc anh tạo cái bet mà không có đồ anh ơi. Thì về nhà chém hết rồi. Trời ơi, game gì kỳ cục ghê. Rõ ràng là bị lỗi luôn á. Làm một đồ mới. Xe bet không? Xe bet mà không có đồ anh rồi. Anh nghĩ chắc em chết gần anh á. Rồi vậy vậy anh làm như cái bet đi để em qua đó luôn. Mái tèo thiệt chứ. Đấy. Không có thú bay đúng là khó chịu quá trời các bạn ơi, phải có con thú bay mới được. Ủa gì vậy trời? Giờ mới có con thú bay thì chung chết. Nếu tao độ chết không? Tao độ chết. À anh thấy con bướm của em nè. Đó, đây hình như là ngay đây nè. Có cái cục sáng nè anh Phương.
Nè. Nào, ngoài đó hả? Đâu đâu, bướm đâu? Bướm của em nè. Em hồi sinh đi, hồi sinh lên đi. Hồi sinh ngay chỗ cái giường rồi đó. Đây nè, chạy qua đây. Mày cái xác em nằm, nó nằm cái cột sáng nằm bên kia anh Phương ơi. Leo lên con này trước đi. Bị lỗi rõ ràng, đây nè em ra qua đem chỉ cho. À, từ 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 từ, có chi tin không, có chi tin không? Chi tin hồi nãy có mà chết mất tiêu rồi. Nè cái cột sáng nằm bên đây nè. Ở đây cái cột sáng nó nằm bên đây thôi. Mà nó dưới lòng đất anh Phương ơi, có cách nào để xuống lấy được không? Không. Đây nè cái chỗ em ngồi là cái chỗ cột sáng nè. Bỏ đi em ơi. Bỏ đi cũng mấy đồ cơ bản không gì. Phải tèo thì chứ, cây nhờ. 135. Gali Mimus. Con bướm nó bị lỗi rồi. Úi giời ơi. Tạo lại đồ thôi. Trời ơi con cù nhiều thịt ghê các bạn. Con nó cù chặt trăm. Gần 500 thịt luôn rồi. Ờ, quay lại tem con bờ te anh Phương để à, em giữ con bờ te đấy, em giữ con bờ te đó đi. Ok ok anh đi đánh mấy con bồ cạp á. Ở phía ngoài có chị tin. Ơ bờ te đâu, xong rồi nè. Em khảo sát tình hình nè. Còn thiếu một cái chi tin nữa. Anh còn giáp hay là còn cái xiên nào không? Cho em cái với. Không. Đâu em đâu. Chia cho cái bao tay với cái nón nè. Đội cho nó đỡ. Có một món 2000 giáp đỡ. Đỡ phải chết. Đó, em đòi đỡ lên đi. Ok rồi. Đó, đợi chết xèm. Đâu ta, chi tin đâu ta, em đi farm chi tin đi. Chắc em không cưỡi cái con bướm này, ngu lắm. Nó có mấy cái pha mà chết lãng xẹp à. Đó, đi hướng này đi, qua đây có bồ cạp á. Cực quá các bạn, lẽ ra là mình thấy là kiểu mà sắp chạm tới được ước mơ bắt mấy con xịn nữa, cứ gặp mấy cái tình trạng thiếu một chi tin, thiếu một chi tin. Rồi chọt chúng con bà te luôn rồi, chịu hả anh Phương? qua bên bờ. Ôi con này 140 nè em ơi, xịn nè. Ai da. Úi trời ơi. Anh Phương đâu? Đi qua bên hồ kia, qua nó có nhiều con này đánh lắm á. Hero Raptor. Quan ơi. Trời bên đây có viên bầy chó. Saber tốt. Mấy cá đó gương hùng như ta, mấy cá đó giờ mình mới biết quánh nó quánh lại rồi. Quánh hội đồng anh ơi. Này con này nè, con này có chi tên nè. Ok anh ơi. Mấy con Stego này cũng có nè anh ơi. Đúng rồi, dưới nó đi. Ôi đằng kia thấy có ánh sáng gì nó phát lên kìa, thấy không? Ồ cái con đại bàng này quấn lộ với con nào anh ơi? Con gì? Đại bàng màu đen nó quấn nhau với con nào á? Thôi qua đây hỏng anh Phương. Ui. Ôi trời, nó đang mổ rồi, đang mổ đất kìa. Cẩn thận chết oan uổng nha. Tò mò quá, tao không biết bên đó nó đang quấn cái gì bên đó. Kiểu mà quấn lộn cái chạy vàng gần lại coi các bạn. Chết ngắt. Ai da, trời. Nó đánh nhau rồi, ui, cái con đó kêu bằng thằng điêu đại hiệp đấy em ơi, ghê không? Của em à Hương ơi, con bị Sympatut
nó rượt em nè. Đó 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 đây nè. Mày dám ăn hiếp tao. Đại ca tao ở đây mày dám ăn hiếp tao hả? Đây nè, nhóc chân nè, đây nè. Ôi con chó trong lưng anh Gảnh ơi. Úi ôi, úi ôi, úi ôi. Mày một đèn chó hùa nè. Chạy rồi, chạy rồi. À, phế thật sự không có gì để farm luôn ta. Hả? Ơ, tỉnh rồi hả? Ừ. Thằng kia nó quánh người quá trời. Đi em ơi, quay lại cho nó đi. Đủ chưa, đủ có bote chưa? Đủ rồi. Wow, có thú bay để cho nó khỏe chứ bạn thiệt. Kiếm được gì là nấm với mà Ritto là ngon liền. Mình sẽ quay về coi cái con có nhiều con để em bắt. Quỷ con gồng nó ăn cái gì. Rồi đây này có bờ te 140 nè. Ôi, được quá anh ơi. Nặng nè, em vừa leo lên nặng nè. em muốn cởi bờ te không? Có. Nè, yên nè. Phan nè, con đó của anh. Ôi, bướm em đâu? Bướm em bỏ rồi, ngu quá anh ơi. Đó. Yên đó. Đây, con này bao giờ tỉnh vậy anh? Đó, tê đầm heo rồi đó. Bỏ hết thế mày. Đi mày. Đi bỏ đi, trên này có con nè. Con vừa nó bị lát rồi mày. Trên đây nè. Ủa lộn rồi chỗ này. Chỗ hồi nãy á. Trên này nè. Hoài, có bờ te đi xịn thật sự. Thường là có mấy cái tọ hai ly có xuống là có nấm là khỏe à. Ủa đúng không ta, cái chỗ này hồi nãy đúng không ta? Ờ nó đây có con Limanche nè, con của em nè. Ui hồi nãy đang tấn công con gì nhìn bên kia vậy? No. Đâu em đâu rồi? Thôi sao? À đúng rồi, chỗ con Terabus đó. Tôi đã bớt nó bị hai con, tôi đã bớt khác lượm tiền rồi anh ơi. Ôi chúng nó lượm em luôn nè. Úi dồi, chạy. Ôi, thôi. Mới bay xíu mệt tịch trời. Rồi chón luôn. Xây sắm mặt mày. À đây có con bờ te của anh Phương nói. Thấy giờ thấy con đó chưa? Thấy anh Phương rồi. Cái con sao anh bắt là 135 lần. Rồi ok anh ơi. Xỉu là nó yếu. Thấy giờ. Có. Đây đang cưỡi nó, đang bao cho anh nè. À đây nè. Bạn thắng lên. Thắng lên trên luôn. Thấy giờ thắng lên luôn. Đánh núi đúng không? Đây. Đúng rồi, đây. Ui có con gì đây nè. Trời cái con gì á? Ôi con gì ghê quá vậy. Ôi gì mà như mà siêu nhân vậy. Ui cái gì dữ vậy? Cái gì bên đây mà what? Trời ơi anh ơi. Ui. Em ơi có con gì đi lùm cộm ở dưới kìa em ơi. Ui trời. Siêu nhân gì kìa. Ui quyền nó giả anh chết giờ nha, cẩn thận nha. Cái gì ghê, con đi ghê vậy. Khu này tàn cái khu rồi. Đó cái khu gì mà nhìn ghê vãi nồi quá. Cái con kia con gì vậy? Đâu? Con kia quả kỳ lăng gì em ơi. Vãi. Xịn á. Xịn. Đi qua luôn. Qua luôn rồi. Ôi. Mục tiêu là phải ráng kiếm cái tội lại núm để bắt mấy con xịn này. Đi mà có nghe tiếng nhạc không vậy? Đây trên đây con Ritto rồi, trên đây con Ritto. Ui má, nghĩ mệt lúc này vậy trời. Trời đất ơi là trời. No. Đừng. Anh ơi. Trời đất ơi là trời, tự nhiên hết thể lực. Ây da.
này Rito. Em thấy không có vui xíu nào luôn. Ba ra chỗ núi đi Rito, Metal đang nhiều lắm. Hết thể lực em ơi. Đừng chết nha anh ơi. Đụng mấy anh này một cái là cái mặt gì cái mền liền. Metal nhóc chân à, đâu Rito đâu? Đây chỗ hai con kia này bạn nè. Đây sau lưng, sau lưng quẹo sau lưng. Đây. Đó mấy cái bọn đá này cũng có Rito nè. Thấy chưa? Ui cái này Metal hả? Cái này Rito nè. Rồi ok nha. Đập đêm ơi. Từ có con Aretamid sau lưng đây mình kìa. Rồi nó. Sợ không đó. Đây anh chọn đó. Giờ chọn cho con bờ tay em thì sắp mặt nha. Bay lên đây, bay lên đây. Mày hả mày, dám nhường. Rồi, ngon anh ơi. Có nấm các bạn ơi, ngon các bạn ơi. Rồi, anh Phương có cái cuốc xịt để anh Phương đập đấy bạn. Mình đang xài cuốc dở mà cho nên là không đập đâu. Trời ơi, đập hết cái cuốc. Về luôn, nhưng mà không biết con kia nó vác nổi không nữa. Có nấm đúng rồi, có nhiều nấm không? Có nhiều nấm không? Nhiều lắm. 7-8 cái gì đó. Quan trọng là làm cái ống nhòm trước đi. Spy nè. Spy lát. Ok. Vì bà em cháy được chưa? Chưa anh ơi. Lên cháy cho em cái. Cho em một cái luôn. Bây giờ cho người em không có đồ để làm. Phế phải. Có da hay là có gì đó. Đó. Ok rồi, thank you anh. Rồi đập dù Rito về anh em mình làm bàn tay là bọt luôn anh chơi dữ luôn để mình. Đó các bạn, cái cuộc sống sẽ thay đổi. Cái ống nhòm này là xịn sò nha các bạn. Rồi chắc khỏi anh nghĩ khỏi đập Rito đi. Cái ống nhòm anh có nhìn xuyên tường được không? Không đúng không? Không. Hợp lý đó. Ok rồi, vậy được rồi. Đây bây giờ quan trọng là bây giờ em ơi. Bây giờ làm cái cương để mà đi bắt con kia gấp thôi. Đi. Vậy thôi. Các bạn nhìn mấy cái con Demon Red luôn á. Ôi. Demon Red có đó, con. Hướng nào ạ? À? Hướng nào nhà anh em mình? Đây thẳng hướng này. Ôi nhìn nó xịn thật sự á. Con mắt level là 150 anh ơi, nó có ghi luôn kìa. Đâu rồi, 150 rồi mắt. Ôi bên kia có con Behemoth hay gì kìa em ơi. Có gì tím tím bên kia kìa, anh thấy không? Thấy. The Dragon Sparrow. Con nó tem bá siêu đúc răng chuông rồi, 8 cái chuông luôn hả? Phải chưởng. 8 cái chuông. Không nhưng mà mấy chuông này dễ mà. Trời ơi. Xong rồi các bạn ơi, như vậy là xong rồi đó. Lên đời đã chuẩn bị là bắt những con đầu tiên của mod Ma TH rồi đó. Bây giờ các bạn thấy không, cực khổ tầm phân chừng vài tiếng đầu thôi. Về nhà là làm chuông, anh em mình sẽ đi bắt con rùa, con ngựa, con sư tử. Đổ xăng cho em. Này là em đang đáp ở cái vách núi đổ xăng nè anh Phương. Thấy em không? Đó, đây em ơi. Thấy Phương đang di chuyển kìa, hợp lý nè. Đó, hay quá. Biết đủ xăng để bay qua cái biển này không ơi. Thả mình giữa biển là ăn cám luôn. Chắc là qua được thôi. Ui con rùa gắn không? Ui anh thấy. Rồng. Ô con rùa. Cái rồng. Ba cái chuông. Quánh thử một cái một là xong rồi. Ồ. Trời đất ơi là trời đúng rồi. Ba cái chuông nha bạn. Ba gì đó. Ba Sotic Emerald. Em nghe nghĩa thôi, con rồng hồi nãy năng cái gì ta? Con rồng hả? Để em kìa, em coi thử coi. Ôi ôi là trời, con này nó bự quá bạn. Quanh khu nhà anh em mình trời. Rùa này năng tới 3 cái chuông. 3 cái chuông. Ôi, nãy giờ ở nhà quên lấy gỗ cho nó nướng thịt cá rồi anh Phương ơi. Oh my god.
làm lại bộ cuốc mới. Đâu ta, nhà anh em mình đâu ta? Thấy được hướng nhà chưa? Chưa. Nó nằm ở... Ui xưa. Giờ nghe chăng cái ô vòng tròn không? Trung tâm vòng tròn á. Nó nằm ở tọa độ 70, 67. 70 dọc, ngang là 67. Chắc ở chỗ cái con suối đó rồi bạn ơi, chắc nó rồi. Tới đây mà. Chỗ con bờ ron to đó. Đúng, hình, đúng rồi đó anh. Yeah, cuối cùng tới nhà các bạn ơi. Sau một chuyến hành trình được hai chuông em ơi, anh nghĩ chắc được hai chuông đấy. Ok, ok, để em nướng ở thịt cá nữa. Bàn tè le thì còn thiếu Cimetin Bay thôi. Đây nè, em trả Phương cái mũ với lại cái tay này Phương. Rồi cầm sau lưng anh đây. Clean với lại hồi nãy mình đâu có đập metal đó đâu. Không đập. Đó bạn, mấy cái tập đầu các bạn phải giết từ cục metal vậy nó mới vui. Cổ trước xương sau thế mới giàu. Rồi còn hiểu Cimetin Bay bây giờ em đi kiếm chi tin đi, chi tin đâu rồi còn hết. Chi tin như là hết rồi, giờ mình không có. Và giết mấy con này lấy chi tin đi, lên phát chi tin đi. Ok này. Ủa. Xuống bắt cái con Sebatus hay là con kia chứ không? Hay là muốn chơi luôn cái con chơi con gùa luôn đi. Được luôn anh. Cái gì đấy? Yeah. Sao anh hạ bệ con nhà mình vậy? Chọt nhầm. Cần keratin với chi tin đúng không? Để em phụ anh. Ủa? Bé vô 15 mà mạnh quét. Chị khách không mời bà đến. Gáy con thủy, gáy con thủy. Anh cần nhiều keratin lắm đúng không? Để em đi farm cho nhanh một xíu là xong à. Ủa combo tem nào của anh, con này của ra này của em ta. Những cái con level thấp rồi của em. Mấy con này có keratin nhớ mày. Ta cần keratin. Hồi nãy cái xác em keratin nhiều vãi tèo luôn á. Nhưng mà nó bị dính gốc lát xong nó chết rồi. Ai cái con rồng? À cái con rồng ở đây hả? Để em check coi nó thiếu cái gì, nó ăn cái gì nha. Ủa, con rồng này nó ăn cái miếng thịt gì là lạ lắm Phương ơi. Hình như là cái mod này là mod cho cái mod rồng thì phải. Nó ăn cái miếng đúng thịt rồi. Này nè. Ui, cái miếng thịt nó chế khó cực kỳ luôn anh Phương. 100 cái não alo, 100 cái đùi của con Kano, 100 cái răng của Mosa, 100 cái bông cái gì của Raptor. Nghe nói vãi nồi vô. 100 cái thịt nó tên gì? Anh bật vô cái bảng học đi. Nó nằm rồi. Ở đầu tiên cái miếng thịt đó. Anh thấy cái miếng thịt đâu? Cái miếng thịt giống như trong phim Tom Jerry á. À miếng thịt này hả? 100 não tôm, đó 100 cái não alo đó hả? Ừ miếng đó đó anh. Ờ 100 cái não alo, 100 cái chân của cái con Kano, 100 cái găng của con Mosa sau lết. Chế xong rồi vuốt. Con người. Ôi nói chung cũng dễ các bạn ơi. Chậm. Ồ, cũng dễ ok anh. Cũng dễ gì đâu thoải mái. Ôi có con sói ma TH ở đây nè. Đừng có kiểu mà ì leo manh đồ á. Dạ. Nó khó chứ mấy cái đó chế cũng dễ mà. Mấy đó farm xíu gì. Cái xác cái con cá nó có keratin không anh? À đây em thấy xác của con xác rùa. Xác của con đuôi á.
Nè anh chế được cái chuông rồi nè. Chế được mấy cái? 2-3 cái gì nữa. Rồi rồi. Có mấy xác con rùa anh Phương đập nó có thịt thư với lại keratin nè. Có keratin rồi. Sợ cái là bị mấy con kia nó tấn công thôi. Thôi về. Nghĩ qua xem con sói này nó cần ăn mấy cái chuông đây. Em coi mấy có mấy con tét không? Mấy con tét hả? Symbol, kibble hoặc là cà rốt. Ủa? Ôi, con mấy con kia nó chỉ cần có cái kibble thường là được rồi anh Phương. Nó cũng khỏe. Super Dior kibble. Một ít đá nữa nha bạn. Có được thêm hai cái gì nè. Remote talent nữa là cuộc đời nó sướng liền. Rồi giờ thiếu cái gì Phương, thiếu gì để làm đó. Thiếu cây cà tin đó, em đem cây cà tin về. Đây 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 đây, cây cà tin này có 300 200 mấy nè. Rồi em bỏ trong máy đi, bỏ trong này nè, bỏ trong này. Bỏ trong này để cho nó chế ra cái Cimetin Bay á. Cimetin Bay bên đây nè. À, anh được cái remote đầu tiên rồi nè. Ui chu chà. Rồi gánh chưa, gánh chưa? Làm được cái chuông được nữa chưa? Cái gánh này em làm, em xuống em farm thịt cá tiếp đi. Ok. Chưa đâu, cái chuông mình mới có chế được hai chuông à. Hai chuông à, tại vì hờ núm ít quá. Thiếu cái bây gì giờ anh? Hai chuông đó sao bắt được con rùa đúng không? Thiếu một chuông á, thiếu một chuông cuối cùng nó thiếu cái gì anh? Núm. Núm hả? Ai da. Bị cắn. Ở trong này có con Arentavis nó chế bằng ba cái chuông hư nè, em có muốn chế tạo con Arentavis không? Có không? Nè. Con Arentavis này càng ba cái chuông hư nữa bạn. Phan bắt con rùa mà chúng ta sẽ khởi tạo con Arentavis này trước. Ba cái chuông này. Nó chế tạo hai chuông nè. Trời. Ủa. Trời. Ui. Ui. Dạ. Khi chế là nó ra tới 15 cái chuông mà. 30 cái kìa. Vãi. Rồi ngon, đi. Đi liền. Go liền. Trời ơi. Trúng bánh các bạn ơi, đi liền anh ơi. Trời là trời, cứ tưởng đâu là nó tạo ra một lần có 3 cái ai ngờ đâu nó tạo. Chèm ít. 15. Phan em ơi, Phan lên chế cho em một cái Ôi còn thiếu electronic. Tìm ơi, gặp electrolyte thì đập. Đâu nó đâu? Cho em ít chuông với anh Phương, cho em vài cái chuông với. Đâu. Thì giờ tách riêng ra nó nhanh hư thôi chứ gì. Nó có thời gian là 8 phút để hư hay sao á. Thì mình tách ra nó nhanh hư hơn. Đây. Ok rồi, đi. Ở đây mình làm nhẹ, cái con này con của em thì phải con qua bên kia kìa, 230 kìa. Không. Đi em ơi. Đi. Đi đâu vậy? Đâu? Đây, sau lưng. Hướng này là hướng con rùa này. Rồi. Ôi, ra chuông hư có được con Arentavis là cuộc đời lên luôn nha các bạn. Lên luôn. Game này nó không giàu thôi, nó chịu giàu, giàu chịu không nổi luôn rồi. Rùa đâu? Rùa ơi, rùa. Ngựa kìa, có ngựa kìa. À, đây, rùa nè.
Sao tem Google trước nha. Ok đây. Rồi ok. Có thành tựu cụ vua cho các bạn xem rồi đó. Ở đây. Rồi, em phóng xuống đúc cho cụ vua thử coi. Cụ vua không biết đụng đi người nó hay không nữa. Ui cái gì đấy? Đó. Ui một chuông là được anh ơi. Ờ. Wow, thấy không, thấy không, để kiếm đường anh leo lên này. Cô rùa này chơi nhìn cái người nó đẹp ấy. Phải trưởng các bạn. Rùa này giống như đang mình đang ở trong thế giới thần tiên vậy. Lên được không, lên được chưa? Ủa à, gãy cổ. Hai cẩn thận với cụ. Té gãy cổ em. Ô vãi nồi. Bát siêu, con ngựa này là bát siêu à. Cụ rùa này căng vậy. Căng lắm nha, cẩn thận nha. Ôi, cụ rùa này nhất chơi người chơi vậy. Anh leo lên té gãy cổ đó. Thôi, hồi nãy bây giờ anh làm cái bàn tele trước đi rồi em đặt ở nhà đi là mình lấy lại đồ cho nó là nó khỏe re rồi. Không, anh có mà. Anh có bàn tele rồi. Lấy lại được đồ nè. Ok ok. Em kêu con bà te về đi. Kêu Google về luôn. Trời, anh biết cụ rùa bao nhiêu máu không? Nhiều. 420 triệu. Phải nồi quá. Mới con đầu tiên thôi nhé bạn. Sao kêu nó về giờ anh Hương? Em ra kêu con bà te anh về đi. Em chưa có cái đi đâu chắc cơ đâu anh. Anh có bắt đầu có một cái đi đâu chắc cơ đầu tiên rồi nè. Coi đi em kéo con này về xong rồi anh cho nó ăn. Vãi chưởng thì cụ rùa có bao nhiêu xương xương có 420 triệu máu à. Mà chắc là anh không có đem cho cái con cụ rùa đi đâu chắc cơ đâu. Sao dạ? Anh cho con đây bàn. Ok ok anh tách, anh tách ba cái chuông ra rồi. Cho nó thúi nhanh đó, cho nó hư nhanh. Ok. Mình sẽ có được con đại bàng này nè các bạn. Con đại bàng này nó cần ba cái chuông hư nè. Đây rồi con Google đây. Rùa nằm bên kia kìa anh ơi. Có Alex chết không? Alex chết chưa? Không có, không có. À, có một con MTH Again Boyson cũng được phết. Còn thịt đùi không? Còn thịt đùi không? Em không có thịt đùi anh ơi. Dino Tracker. Team Metin by Cookie Mid. Uầy, rồi đi pha một tí rồi. Có Google rồi mà tức mình. Cụ rùa này phóng dưới là chết liền à. Phóng ảo ảo là chết gãy cổ liền các bạn, khổ vậy á. Cụ rùa. Đâu lên test lại rồi. Cụ rùa ơi, cụ rùa. Cụ rùa này cạp chúng mấy con thường có chết không thường. Em chưa leo lên gãy sao? Chưa chưa, giờ em mới leo lên thử nè. Leo lên đi. Đem cho thưởng sức mạnh của cụ rùa coi. Ủa 420 triệu máu nha bạn. Đập thử ơi, đập thử ơi. Đập. Các bạn có chết không ta? Vậy bao nhiêu dèo? Bao nhiêu đạn luôn? Đâu đâu anh không thấy, anh không thấy, đập ơi. Hay giờ 80 triệu đam. Ok. Ok. 84 triệu các bạn. Ok. Bự quá, chón quá. Mẹ, quan trọng là khi mà em sử dụng con Google em giết á, nó có cộng thịt đồ vô cho mình không á? Không. Ờ, như vậy con này chỉ để dành đi quýnh lộn thôi chứ có làm bà gì đâu. Ui, 300 mấy rồi, 500 mấy rồi, vãi nồi. Google vậy là chết rồi. Tăng máu đi, sử dụng con này đi, nữa quánh mấy con boss. Oh my god. 3 bánh chịu rồi 1.
Anh nhìn, anh nhìn bao nhiêu triệu anh Phương? 1, 2, 3 155 triệu. Con này trăm ngựa nó không, dưới nó mấy con kia không được cái gì anh Phương ơi. Vậy là con này để dành quýnh lộn rồi. Trời ơi, gãy cổ. Để xuống anh test thôi. Ôi gãy cổ à. Cô đồ này mà phóng với người xuống là chết liền à. Anh thấy có con Sabertooth. Mà con Sabertooth đó nó hung vậy rồi sao đúc chuông nó ăn được. Con đang nghĩ là bắn xỉu anh ơi. Mấy con ma TH này mà lại gần á là nó bị ăn cái đam á, tại vì xung quanh người nó có giáp á anh. Ủa, cái bàn tele anh để đâu vậy? Để em lấy đồ chứ. Ở phía nhà. Đâu? Chỗ đứng thịt á. Cho là trời Google này. Google này sao leo lên được? Google đó anh đứng với người hay với chân nó mới leo lên được. Google này khó leo lên quá mày. Khó lắm mấy con Google khó. Rồi được rồi nè. Đó coi là trời bự nè các bạn ơi các bạn. Ủa đam to vãi trưởng. Ê sao tự nhiên nó lúi không thêm một con nữa kìa em. Con gì anh, con gì? Gỗ. Đâu? Anh chạy qua đây đi. Đây, đang chạy qua anh ơi. Nà ní. Ôi nó tự nhiên nó spawn ra thêm con nữa kìa. Tự nhiên luôn hả anh? Mày đường nào để xuống ta? Từ từ nha. Làm cái dù cái đó. À có cái dù rồi. Cái dù rồi, chơi đu. Ui sao tự nhiên đi về trời luôn vậy? Phải nồi. Phương đâu rồi? Kìa tự nhiên đi sao mà nó đẩy lên trời luôn nè. Tiêu rồi. Đẩy xa lắm rồi, bay tới qua bên cái đầm lầy bên núi bên đây luôn rồi. Cô đồ biết bay hả? Ờ. Trời ơi. Trời. Kìa đáp lên trên cái núi này nè. Ôi như vậy là không lẽ cụ muốn ăn thọ chỗ này các bạn. Ui. Trời, cụ đã tìm được nơi của cụ rồi. Rồi vậy thôi anh cho cụ ở đây luôn nha. Ok rồi. Google bự quá các bạn ơi, chón chỗ quá không có làm được bài gì chứ. Chón chỗ thật sự. Tan 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 tan. Ây da. Trời, Phương cách mình mấy ngàn mét luôn kìa. Vãi trưởng. Anh thấy có con gì nè. Đô đô gì á màu đỏ đỏ dưới này nè, tính xuống bắt chứ có con rồng đẹp quá đẹp. Ờ có con hươu nè. Con cái nữa gãy cổ chết. Rồi đâu gãy cổ thiệt. Dẹp bà Google ở ngoài khó chịu thật sự. Wow. Ô là la. Ôi nhưng mà không sao các bạn ơi. Bỏ Google qua bên đi. Ta có những cái con thú mới nó xịn sò hơn rồi. Rồi em có con này chắc được cũng ok rồi đó. Nhẹ nhàng thôi là được rồi. Gì à? Trời ơi. Em bắt được cái con này gọi là con hưu hay con gì á. Đâu đem qua đây. Hưu đang ở nhà hả anh Phương? Ôi là trời, mình có được cái con đại bàng nữa bạn. Dì trời. Gì ta? Nhìn chim đại bàng nè, vãi cả nồi. Sao vậy anh? Ủa, con sư tử này nó xỉu bạ rồi, hay nó chết vậy? Trời ơi, nó đơ như tượng luôn anh.
Ôi con đại bàng này nó bị lỗi rồi. Trời ơi, ôi có cụ rùa khổng lồ nữa nè anh Phương, là chắc là anh Phương nói là chắc là chỗ này á. Là con đó nó hồi nãy nó spawn ra đó. Có một con cá sấu nữa anh, cá sấu khổng lồ nữa. Đâu? Để em chạy về nhà cái anh Phương đâu rồi? Phương xuống dưới rồi hả? Ý. Như con đại bàng này nó bị lỗi rồi các bạn ơi. Hồi lần mình nhớ là con đại bàng này nó mạnh lắm luôn á. Trời ơi, quýnh mà quýnh lan ghê vậy. Vậy. Ủa? Người chết. Thú dữ đúng không? Thú dữ đúng không? Thôi em rồi. À đây em đây anh Phương ơi. Ai ca nào các bạn xem con đại bàng của mình nè các bạn. Giờ có nó bị liệt hả? Em thấy anh Phương nằm dưới cái giò nó bay kìa. Anh Phương bị liệt rồi. Mày thấy em không? Đó là cái chỗ đó mà cho người ta ngồi á. Anh Phương ngồi. Nhìn nó đù dở lắm. Cái con bán kinh luôn. Trời đất ơi, cái con bán Phương nhìn bựa quá. Nè nè, hồi nãy em đi em trên đường em thấy con này là em tem luôn nè. Con này nó bị lạc rồi các bạn ơi. Nó bay được không? Không, cái con này chỉ có nhảy được anh. Lọc xịn xò các bạn. Lọc này khỏe á. Flame Rose nè. Hôm nay chúng ta có nhiều hành tụ rồi đây, muốn bắt thêm một con gì nó xịn sò chứ con Google thấy phế quá. Đây có con một con cá sấu vàng một mùi đây 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 chỉ ra đây đây đây. Kiếm con nào bay xịn đấy. Đây có con bay đi sao em dẫn qua đây anh tem con nó đi, chúng ta sẽ làm một cặp vô đối. Đấy. Nhanh chưa? Hồi nãy em tăng một chút sẽ bích cho nó chạy. Kìa có mấy con test Parasaurus kìa. Rồi để em giết nó cho mình lấy. Đó đó cái con cá sấu nó nằm ở dưới chỗ con rùa luôn anh. Thì từ có đường đi xuống ở đây nè, có đường đi à, Phương bay mà đúng không? Bay mà. Rồi thấy rồi nha. Ok đây. Em chỉ sợ cái con rùa nó tấn công anh em mình thôi. Ui ngon anh ơi. Có được thằng cá sấu rồi bạn ơi. Yeah. Con rùa ở đây nguy hiểm quá à. À con gồng cấp 145 là năng cái nó ăn cái miếng thịt đúng không? Cái miếng thịt hồi nãy. Dạ đúng rồi. À, em không dám đụng nữa cái con rùa nó sợ sỉnh nó tán em một cái chết quá, con nó 60 triệu máu. Rồi đi chậm quá rồi, có thành tựu nha bạn, có con ngựa kìa, bắt con không, có vàng màn hình luôn phải rồi. 69 triệu, oh my god, đó là chưa cộng đam nha các bạn. Nó kinh khiếp em. Con em đánh nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà con có điều con này đánh ồn quá à. Các bạn thấy gì chưa, 200 mấy chục triệu rồi. Oh my god, mấy con này đẳng cấp khác biệt so với mấy con kia vậy. Nhưng mà nó chưa là gì đâu nha, tại vì mod My TH là chúng ta sẽ sử dụng quánh mod My TH á. Này là mấy con thường thường ở ngoài đây thôi. Mà nó đã là 200 mấy 300 triệu máu rồi đó. Thì nữa vô quánh mấy quánh bây giờ. Có con sói nè anh Phương. Sói giòn. Xuống mặt nước mới giữ em ơi. Ý nè. Mặt nước quánh đi như siêu nhân thôi.
ăn không? Ủa, mày ăn cái gì vậy? Mày tập tỉ máu ok. Có cái đồ. Dạ em ơi. Dạ em ăn cắp chuông của em à, thằng mất dài. Ôi, tập này có thu hoạch nha các bạn. 500 mấy à em ơi. Ok này. 500 mấy triệu đó bạn. Thôi để anh Phương đi đồ xác cái khu đó thôi. Mấy thằng này chịu nổi lắm. Ồ, vãi trưởng. Thôi, về nhà kết thúc tập này thôi, tập này một tí đồng hồ rồi, phải về thôi. Nó có chiêu gồng nữa nè bạn. Con này có chiêu gồng với chiêu bắn điện nữa em ơi. Bắn điện nữa anh ghê vậy. Thôi. Ghê vậy. Đấy. Tập thứ hai này mình đã tem được có con tuần lộc với lại con thần cá sấu. Thần cá sấu đam vài trăm triệu luôn. Oh my god. Thôi, để dành đây đi nha. Các bạn không có thể nào mà lấy cái con thần cá sấu này để ăn hiếp mấy con nhỏ nhỏ được. Tại vì nó không công bằng. Con này chỉ để đánh mấy con boss thôi. Đúng rồi. Đấy, vậy nữa mình sẽ đi bắt mấy con boss kìa. Quá khủng khiếp em ơi. Con từng lọc con chim này nó bị liệt kìa. Cái con gì? Cái con này chắc là để cho nó một cái một, đứng ở đâu đó cho nó làm cái tượng. Kìa. Cho em giải thoát cho nó không? Cho em bay thử anh Phương. Nó ngu vô chú anh Phương không? Nhìn giống như cái ghế đồ chơi vậy anh Phương. Kẹt luôn rồi nè. Nè coi không? Phương làm gì giật cho anh Phương? Bị kẹt. Cái con này nhìn ngu thiệt chứ. Tại em để mấy cái gì nè, teleport. Ủa mấy cái electronic để anh chế cho cái... Cái này là... Đây. Quân này. Rồi. Cho một cái remote chứ. Crystal. Tập sau chiến tiếp tục nha bạn, chắc hiện tại tập này mình tạm dừng đây nha. Hơi đuối á. Mai yeah. Chúng ta chiến tiếp. Mai chúng ta... Nghĩ là từ tập sau là khá hay ho rồi đó. Mà chúng ta sẽ đi kiếm những cái con nào đó VIP slip hơn. Tập sau gom mấy con thằng cá sấu đồ của anh kia sử dụng để đánh boss đó. Mới đã. Lấy được nhiều đồ xịn hơn nữa. Thì chúng ta nghiên cứu đi farm cái miếng thịt này nè. Để bắt con gồng. Con hắc long dương nữa. Nhóc phải chơi thú luôn ha hồi anh em mình chơi. Con Arentavid màu đen nữa. Em bắt thử con đó nữa nè. Cũng bắt thử cái con thằng điêu đại hiệp của bạn, con Arentavid màu đen á. Nó nhiều, một bầy hai ba con một đống luôn á. Hay mình cưỡi hai con tổ chả không biết cái này miếng to rồi như nó không ha. Ừ. À, hào hứng vậy. Nè cái remote em nè. Chúng ta có được mấy cái Thank you anh. Cái bàn tay le này nè. Đặt cái bàn tay le ở bên cái chỗ farm nấm các bạn. Nữa đi quanh kia farm nấm là chúng ta có thể là tự do chế mấy cái chuồng nè. Ngon là anh. Mấy tập sau chắc xịn sò đấy các bạn ơi. Tập này okay, tạm thời hành thủ anh em mình nhiêu đây được rồi. Bắt okay, được thằng cá sấu với thằng gùa được rồi. Thằng gùa, thằng cá sấu, thần hưu. Thần hưu bắn, cũng bắn biết bắn laser đó anh. Ui, mấy con này hình như là không có cho nó ăn Dino Chucker được hết á. Được không? Không, nó không ăn Dino Chucker. Rồi, cái con này em bỏ cho được không? Nè, con hưu của em ăn được nè. Nhưng mà kiếm đâu thấy đâu. Nè, nó ăn được đó. Anh gọi được không? Bây giờ, thấy mà. À, thấy, ok. Còn con thằng cá sấu không ấy được các bạn. Con này chắc thuộc dạng thần rồi. Nó không cho gọi rồi. Rồi, các bạn nha. Bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Yêu thích series video nhớ cài like, cài sub giúp mình nha các bạn. Nha em xin chung nha các bạn. Thanh Kiều. Đây là series mới nha các bạn. Nhớ cài like với mà cài sub cho hai anh em mình đó. Hai anh em mình sẽ cố gắng ra clip đều mỗi ngày cho các bạn xem. Ngày tầm 2 tập đó. Còn mấy bữa như là chủ nhật thì chắc là
cố gắng quay 3 tập luôn vậy đó. Đúng rồi, thôi để đẻ rồi cái món này chơi được đấy, này chơi cuốn hơn mod kia các bạn, mà thấy này chơi cuốn hơn ấy. Nhưng mà một tập anh em mình chủ yếu tập trung vô tầm một vài con thấy có thôi. Con ốc sệt gì ở dưới nữa nè. Chứ mà một ngày bắt chơi nhiều quá thì không biết là đặt nội dung gì. Ngày bắt tầm một con, hai con, ba con gì đó. Đặt tập là hôm nay là mình đã bắt được một đống con. Đơn giản vậy thôi đúng không các bạn, càng chi khó. Ví dụ như bắt trong một tập ai bắt được 20 con thì em nói là tập này mình đã bắt được 20 con, đơn giản vậy thôi. Xong rồi mình chụp mỗi con một bức hình cho mình ghép mình lồng với nhau thành nguyên một cái tập lum tập la luôn, biết ra con nào luôn. Rồi bye các bạn nha, mời chúng ta chiến tiếp. Bye bye nha, hẹn lại các bạn ở clip sau.